Hello, xin chào anh em nha. Ngày hôm nay mình đi thăm hết bảy rồi. Anh bảy hôm nay dính trồng trồng một mé anh em ơi. Trồng mé nên xu cũng đang nhiều quá. Đây, còn rất là to. Còn phía hơn phía phía dưới dính một con trồng một mé nữa với lại con trồng mướp. Bữa trước là phía dưới á, mình dính con trồng mướp rồi. Một cái rồi, hai cái tư rồi. Hôm nay dính trồng mướp được. Nó rất là thơm. Mà cái bẫy của nó dính treo lên cây nó sảy đi anh em ơi. Buồn quá, buồn. Thơm. Buồn quá chán anh em ơi. Tầm tháng 7 rồi được hai chồng tập mé ở dưới một con nữa, một ngày với lại dính trong bước là xảy ra. Nãy phía đầu trên dính con chồng mé, phía đầu dưới dính con nữa nè, ngày dính hai con nữa. Đây chồng mé to nha, ừ, hơn ký ký hơn ký to nha. Ngày đây nãy gỡ thùng trên rồi cục mé, ngày hai con gặp mé lại phía dưới cái trùng bút mà bị sảy chân đi anh em uống trùng đực tôm. Mấy ngày hôm nay được hai trùng được mấy đi cũng được nước chảy lên thôi. Này dính này em cũng mấy
đây con trùm búp nó dính cái bẫy này nè anh em, rồi nó lôi qua bên kia, dây qua bên kia mình xui quá. Đây bẫy nó treo đây, búp ra sảy đây cầm bẫy đó thôi, lông chỗ trùm bẫy đen thì mình biết trùm búp thả nó dính bẫy lông đang kinh nghiệm biết đó. Bấu trầy cây hơn anh em thấy trầy cây hơn toàn bộ trầy hơn, bẫy nó treo này nè, từ bên kia mình cột cái cây bên kia lôi qua đây treo này xu qua đây. Bữa trước phía dưới kia mình dính con trùng trùng cái rồi, trùng búp cái rồi nó dính trùng một đợt nữa, mấy ngày nay dính lại mà đen quá nè, dễ tanh bành luôn, mình thấy cắn cây rồi nát hết. Nên chào anh em nha, buồn quá hôm nay ăn được hai người còn một mấy anh em búp sảy rồi, hàng cũng sảy rồi. Chào anh em nha, anh em nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình